Hoàng Đức rất chính xác, tỷ số là 1-1. Bóng đá đập vào cột sau phía bên trong của khung thành. Hoàng Đức không cần lấy đà quá nhiều. Đại đa số ở mùa giải năm nay tại V-League thì Doãn Ngọc Tân luôn được huấn luyện viên Bobo sử dụng ở tiền vệ trung tâm. Chắc chắn là các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa rất nhớ những tình huống cố định tại V-League mà Viettel đã có thể ghi bàn. Người đưa bóng vào vẫn là Hoàng Đức, không thể tiếp ứng bóng hai thành công. Quả tạt của Dương Văn Hảo, đường truyền dọc biên của Amit là quá lộ. Hoàng Đức đã chủ động đá bóng đi hết đường biên dọc khi thấy đồng đội của anh Phan Tuấn Tài đang bị đau. Trước đó thì Phan Tuấn Tài đã bị đau sau một tình huống tranh chấp quyết liệt của Amit. Đường truyền nhanh của Tiến Anh, luân chuyển bóng khá hợp lý. Hoàng Đức đang cố gắng thoát đi. Viettel đang có được cơ hội, có rất nhiều khoảng trống cho cánh phải. Sút bóng. Thật đáng tiếc là Dương Văn Hào lại có một cú sút thiếu chính xác. Chuyển trạng thái nhanh với hạt nhân là Hoàng Đức, Viettel đã có được một tình huống có thể uy hiếp được khung thành của Đông Á Thanh Hóa. Pha mở bóng rất hợp lý của Hoàng Đức. Chỉ đáng tiếc là người đồng đội của anh Dương Văn Hào lại không thể có được một cú dứt điểm thực sự vuông vức. Mohamed Essam, góc hẹp, nguy hiểm, bóng đã cắt ngang khung thành của Đông Á Thanh Hóa. Đáng tiếc là Hoàng Đức không thể chạm bóng, nhưng cũng phải ngợi khen những nỗ lực của các cầu thủ áo vàng. Hai cơ hội liên tiếp được dành cho Viettel. Chúng ta cùng xem lại tình huống này, pha chuyền vào của Mohamed Essam, bóng đã bật chân một cầu thủ Đông Á Thanh Hóa, rất may là không bay vào lưới. Minh Tùng đã cố gắng can thiệp, còn Hoàng Đức đã mất thăng bằng để có thể tiếp cận. Đức Chiến, Hoàng Đức. Hoàng Đức đã bị cướp bóng. Và xử lý tốt của Lê Phạm Thành Long, Paulo Corrado, Trọng Hùng đang di chuyển. Nhưng Bùi Duy Thường là người đã can thiệp vào tình huống phối hợp của các cầu thủ áo vàng. Một cú bấm bóng khá sâu. Gustavo là người đánh đầu phá bóng. Mohamed Essam sút bóng. Không vào. Tuy nhiên thì trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã thổi phạt cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel. Hãy cùng xem lại tình huống quay chậm. Nhịp đỡ ngược không có vấn đề. Hơi khó hiểu một chút. Nhưng dẫu sao thì đứng trong khung thành của Đông Á Thanh Hóa, Thanh Diệp ở một tình huống hiếm hoi trong hiệp thi đấu thứ hai này đã làm tốt nhiệm vụ. Và như vậy là quãng thời gian thi đấu chính thức đã kết thúc. Những nhân vật chính chắc chắn rồi sẽ là Văn Phòng và Thanh Diệp. Hoàng Đức. Và bây giờ là Hoàng Đức. Hoàng Đức rất chính xác, tỷ số là 1-1. Bóng đá đập vào cột sau phía bên trong của khung thành. Hoàng Đức không cần lấy đà quá nhiều và cho thấy sự ngạo nghễ của mình với một cú đá hốc hiểm. Bóng đã đập vào cột ở phía trong. Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía câu lạc bộ Viettel là người sẽ đá quả thứ hai. Bùi Tiến Dũng không vào. Số phận đã không mỉm cười với Bùi Tiến Dũng và đứng về phía của huấn luyện viên Veliza Popov cùng các học trò. Bùi Tiến Dũng cũng đã đánh lừa được thủ thành Thanh Diệp. Nhưng xà ngang nói không. Bruno vào. Đây là mốc son, một mốc son lịch sử với bóng đá xứ Thanh. Một năm 2023 quá đẹp dành cho bóng đá Thanh Hóa, dành cho huấn luyện viên Veliza Popov.